Tôi không thích tập trung vào cái việc mà phím là con con nào. Và thực ra phím nó cũng rất khó. Thị trường nó lên xử rồi còn gì nữa. Nó cũng lên đúng như là gì? mục tiêu rồi. Thế bây giờ anh em lại chỉ mong là gì? Thị trường nó xuống thì em đánh con nào. được chưa? Thì cái đấy thực ra nó ngược so với bài giảng của tôi đúng không? Tôi giảng mọi người phải đánh đồng pha với thị trường đúng không? Đánh đồng pha tuần ngày đúng không? Khi mà đồng pha thì bạn đang gì chiếm thế thượng phong là 80-20. 80%, -20. 80 là bạn thắng, 20% là bạn thua. Nhưng nếu bạn nghịch pha thì cửa thua của bạn là 80. <laughs> cửa thắng chỉ có 20 thôi. Như vậy bạn phải rất giỏi. Giỏi mà lại không giỏi. Bé trai. Rất giỏi cái này thì sau này bạn nhìn tổng quan bạn lại gì? Kém. Bạn giỏi chi tiết bạn sẽ hỏng tổng quan. Cho nên là hãy tập trung vào tổng quan. Chi tiết cũng được đánh chơi vui thôi. Nhưng không thể coi nó là sự nghiệp được. Rèn luyện một cái gì đấy để cho các bạn có thể có một chút kinh nghiệm. Không sao cả.